Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Đặc biệt chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng sữa lành Farmy, Tôn Hoa Sen, Viva Ba Miền Gold đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Quỳ Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau của Vượt Lên Chính Mình.